Hello, xin trở lại với tất cả ha. Bữa nay mình nói về cái cây súng súng lục rulo này ha, cũng phổ biến trong cái chiến tranh Việt Nam của mình ngày xưa. Cái cây này là cái cây Smith & Wesson 38. 38 thì cũng cái size của cái đầu đạn á. Nó là model 10. Thì cái model 10 này là sản xuất từ năm 62, 63 cho tới năm 65, 66 gì đó. Đó, thì cái cây rulo súng ngắn. Đó, đây là rồi. Đây là hai ông mà hợp tác với nhau mà để thiết kế ra cái cây súng đó đó. Một ông tên là Horace Smith, một ông là Daniel Wesson. Đó thì hai người ta hợp tác, người ta lập ra cái công ty Smith & Wesson, rồi người ta thiết kế nhiều loại súng, mà trong đây có cây 38 này à, thì rất là phổ biến trong cái chiến tranh Việt Nam của mình ngày xưa. Cái cây này là cái nòng nó dài nha, cái nòng nó khoảng chừng 10 cm á. Nó có nhiều loại loại nòng dài ngắn. Thì nó được thiết kế hồi năm 1899. Đó, đây là cái viên đạn của nó ha. Cái viên đạn của nó là 9,1 nhân cho 29 mm. Cái giá thị trường của nó bây giờ là mùa thu năm 2024 là khoảng từ 500 đô cho tới 1.000 ngàn đô US đô. Thì đây là cái ngôi sao trắng tượng trưng cho tự tư bản tự do ha. Thì cái súng này ngày xưa là của lính Mỹ, người ta cũng sử dụng với lính miền Nam Cộng Hòa với lại lính đồng minh. Đó thì sẵn đây mình nói ở bên Mỹ này thì chính phủ nước Mỹ này, người dân người ta có quyền sử dụng sở hữu súng lục, súng ngắn, súng trường nữa, nhưng mà tùy theo tiểu bang, mỗi tiểu bang nó có luật lệ khác nhau, với lại mình là phải trên 18 tuổi, với lại không có bị tội phạm hay là có danh sách xấu trong cái sổ bị đen thì mình được mua. Mà đa số người ta mua súng để người ta, cái lý do chính là người ta để bảo vệ cá nhân, bảo vệ tài sản của người ta. Rồi bây giờ cho mình nói thêm chút xíu chi tiết về cái súng rulo này ha. Smith & Wesson 38. À, thì lính này thì rất là phổ biến ở trong cái chiến tranh Việt Nam á, của mình hồi xưa. Đa số là mấy người lính phi công họ xài, họ mang chéo trước ngực hoặc là mang ở cái lưng quần. Đó thì đây là cái túi đựng cái súng với lại cái dây nịt đeo đó. Thì đây đó, cái này ông đeo ngang, ông này ông đeo cái lưng quần. Lính Mỹ ngày xưa phi công người ta họ họ sử dụng. Thì cái này á, thì nó nặng khoảng 960 gram ha. Đây là mép bên tay trái, bề dài của nó thì 23 cm, mép tay trái nè. Đó, làm bởi Smith & Wesson. Mình muốn lấy cái băng đạn này ra thì mình nhấn cái này vô đây đẩy ra. Đó, đây là cái khế, rồi đạn mình lấy mình bỏ vô đó.
này thì nó không có cái chốt an toàn đó. Làm ở bên Mỹ ha, của hãng Smith & Wesson. Cái nòng này thì là 10 cm, còn mấy cái nòng ngắn thì là trang bị cho cảnh sát. Ngày xưa cảnh sát miền Nam Việt Nam á, hay là mật vụ. Còn phi công thì họ sử dụng cái này, tại vì cái này nó cũng bắn được cái trái sáng, nó cũng cái size giống vậy, nó bắn không phải trái sáng, bắn cũng như là mấy cái trái cấp cứu á, nếu mà bị rớt máy bay hay là trong trong rừng á, bắn cấp cứu kêu bằng mấy cái trái sáng cấp cứu, thì họ sử dụng cây này nhiều hơn đó. Rồi. Đấy, cái túi nó vậy đó. Rồi, cảm ơn tất cả xem cái clip này ha. Rồi, hẹn gặp lại.